bữa nay ngày mấy đó mày? Ủa, 7/1/2022. Mày từ bữa dịch tới giờ mày mới được vô siêu thị 8 tháng rồi mày mới được vô, tôi mày lạc lắm giờ bao quay tụi mày mà tụi mày đi trước kìa. Đi đi đâu? Phải đi. Phải trái đi. Đây, đây là hai cha con đi siêu thị. Con mày ôm mới sao đầy nhóc. Ê, ba chở trong xe nè, đầy hàng luôn. Rồi về, anh cho con về nha. Go siêu thị Ion. Ion. Go.